trong và tất cả các bạn đều phải out bằng đường phố của Hay và Yuki. So girls, we have been to a park. Shopping and so on. Everything. So I think the easiest place to find here is a cafe. Somebody's a thing. There's one. Yeah. Okay. Chào các bạn, mình là Adi. Còn đây là Hay. Thầy áo quần da Nhật Bản của Ai và Yuki. Và Ai và Yuki hôm nay muốn nhiều nữa có thể gọi một chút ao toàn đường phố được không? Yeah. Okay. And now here. And now here. And boom. One, two, three. And they have a coin. Oh, that's some coin. Yeah. Okay. Oh, thank you. I use only one. Yes. And now, in here, and you grab the coin and one, two, three. Oh. I bring in Japan. This one inside bring the hole. Yeah, on to say. Watch. Keep me go. And hole. No hole. Yeah, check. Okay. Yeah. Put on the sign here. Mac. Are you? Oh, no, I'm not. Thank you. Hello. I remember. And we need this, some water. Inside. Okay. 1, 2, 3. Now, can you shake this box? Now I have a key here. Thank you for today. Thank you so much. Và cảm ơn quý vị và tất cả các bạn đã xem ao thuật của Ai và Yuki. Tạm biệt.